Với các anh chị đang cần tìm cho mình những cây mộc hương thoát thân dài, thân ống, không một vết sẹo và chốt ba tay Thì hôm nay em giới thiệu cho các anh chị một cây mộc y chang như thế anh chị nhé Cây này em đo vanh gốc của nó này Vanh gốc là 24 anh chị ạ Thoát thân cây này hiện thời đang là 90 Và chốt ba tay đều nhau anh chị nhé Bóng tán rất là cân Tổng cao của cây này hiện thời đang là 2m8 Cây rất là đẹp, bóng rất là đẹp nha anh chị nhé Thân không có một vết sẹo nào cả rất là nuột thân bóng tàn rất là tròn cây này thì cực kỳ đẹp anh chị nhé đặc biệt là ba cái tay chốt này của nó là một điểm cộng thêm các cái tay chốt này khá là đều nhau bóng tàn thì làm theo nối cắt giật nên là rất là cân đối anh chị nhé cái này các anh chị có thể trồng ở dưới đất hoặc là các anh chị nên chậu để các anh chị trồng tiếp nhé dòng này thì mộc hương đến tầm tháng 9 tháng 10 bắt đầu vào mùa hoa rồi hoa của nó sẽ từ tháng 11 cho từ tháng 10 cho đến tháng 2, tháng 3. hoa liên tục và rất là thơm nhé các anh chị chỉ trồng một đến hai cây như này ở cửa nhà thôi thì đã uh, được hưởng cái hương thơm của hoa mộc rất là nhiều rồi uh, anh chị có nhu cầu về cây này thì cứ liên hệ với em Trúc Kiên nhé thông tin thì em để trên phần đầu kênh hoặc là anh chị có thể inbox trực tiếp cho em cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của em em Trúc Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người